Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ nổ lớn xảy ra trên sông Cửa Lớn, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, khiến ba thợ lặn mất tích. Hiện gia đình ba nạn nhân đang tiến hành các thủ tục xác định nhân thân từ các bộ phận cơ thể nghi là của ba nạn nhân. Một tình tiết đáng chú ý được người dân cung cấp cho phóng viên. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Tư, một trong ba nạn nhân trong vụ nổ lớn tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, người được cho là đã nhặt được quả bom, ban đầu có ý định cưa quả bom để bán phế liệu. Sau khi biết ý định của chồng, vợ ông Tư đã cố gắng ngăn chặn ý định này. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, thay vì nghe lời vợ, nạn nhân đã cùng hai thanh niên khác di chuyển quả bom sang bên kia bờ sông Cửa Lớn thuộc xã Tân An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, rồi dùng cưa điện cưa quả bom khiến nó phát nổ. Thảm cảnh kinh hoàng trên được xác nhận sau khi gia đình của ba nạn nhân thông báo họ đã tìm thấy một vài bộ phận nghi là của ba người thợ lặn xung quanh khu vực hiện trường. Cuộc tìm kiếm của cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển sau đó cũng đã phát hiện dấu vết của vụ nổ, bao gồm vết máu và một số bộ phận cơ thể người trên cây gần hiện trường. Một trong những bằng chứng quan trọng chính là đoạn video trực tiếp ghi lại vụ nổ đã được đăng trên một tài khoản Facebook cá nhân với tiêu đề "Cưa bom nổ chết ba người ở gần cảng Vinashin Nam Căn". Video này cho thấy một tiếng nổ lớn có âm thanh ngân dài, kèm hình ảnh một tấm cửa kính nhà dân bật ra và bể nát rơi xuống đất. Theo một báo cáo từ chính quyền địa phương gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, danh tính và địa chỉ của ba nạn nhân đã được xác định bao gồm Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1982, Tạ Văn Nhí, sinh năm 1991 và Nguyễn Chí Hiếu, sinh năm 2008. Trước đó vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 1 năm 2024, ông Tư cùng anh Tạ Văn Nhí và Nguyễn Chí Hiếu xuống vỏ máy, di chuyển quả bom qua bên kia sông Cửa Lớn, nơi cách xa nhà dân. Tại đây họ đã tổ chức cưa quả bom khiến nó phát nổ. Một camera an ninh của hộ dân ghi lại tiếng nổ lớn xảy ra vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 17 tháng 1 năm 2024, tức sau khoảng 1 giờ 35 phút khi nhóm ông Tư xuất bến. Dù cách hiện trường vụ nổ 500m nhưng camera ghi nhận tiếng nổ cực lớn và một cánh cửa nhà của dân bị áp suất đẩy tung ra khiến toàn bộ mặt kính vỡ vụn. Tôi ở cách vị trí nổ 500m nhưng tiếng nổ khiến tôi bị tức ngực luôn, nó rất lớn. Anh Phụng, một người dân ở xã Tân Ân Tây, nói với phóng viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đến chiều 18 tháng 1, kết quả tìm kiếm cũng chỉ bao gồm một đầu vỏ máy composite bị gãy đôi và một số bộ phận cơ thể người. Gia đình của ba nạn nhân trên đều được xác định là hộ nghèo, cận nghèo, sống bằng nghề mò nhặt phế liệu dưới đáy sông Cửa Lớn. Hiện cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vừa qua, tại nhà máy đóng tàu ở khu kinh tế Dung Quất đã xảy ra một vụ nổ khiến 9 công nhân bị thương. Sự cố trên xảy ra khi công nhân sửa tàu đã hàn cắt phát tia lửa gặp nhiên liệu rò rỉ dẫn đến cháy nổ. Cụ thể, một lãnh đạo công ty nhà máy đóng tàu Dung Quất cho biết nguyên nhân ban đầu là đường van ống dẫn dầu bị rò rỉ vào các trống. Lúc này, công nhân tiến hành hàn cắt phát ra tia lửa gặp nhiên liệu gây sự cố. Ngay sau khi xảy ra sự cố, khu kinh tế Dung Quất yêu cầu phía công ty báo cáo cụ thể sự việc và sắp tới lập đoàn kiểm tra tại các công trường, nhà máy ở khu kinh tế. Trước đó, khi nhóm nhân viên thuộc phân xưởng ống của công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất tại huyện Bình Sơn đang hàn cắt tại tầng đáy của buồng bơm tàu Legend đã xảy ra sự cố cháy nổ. Lửa bùng lên dữ dội, một số công nhân ở các trống, phôi thang không kịp thoát ra ngoài. Hậu quả, 9 công nhân tại nhà máy bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, 9 công nhân bị bỏng được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ở huyện Núi Thành, cách nơi xảy ra sự cố 40 km. Phía bệnh viện cho biết khi tiếp nhận, 3 người bỏng nặng, 6 trường hợp bỏng mức độ nhẹ hơn. Tất cả nạn nhân được chuyển ra bệnh viện ở Đà Nẵng. Một bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 3 người bỏng nặng 70-80% cơ thể được chuyển tới khu vực hồi sức tích cực. Trong đó, một trường hợp vừa bỏng vừa gây chèn ép khoang, phù nề nên phải huy động ekip trực ngoại, phối hợp bác sĩ chữa bỏng. Những nạn nhân còn lại bị bỏng từ 5-70% diện tích cơ thể được chuyển lên khoa ngoại bỏng. Sự cố trên xảy ra tại công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Được biết, công ty này thành lập năm 2006. Trước đây thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, chuyên đóng và sửa chữa tàu. Đến năm 2010, công ty được chuyển giao cho Tập đoàn Dầu khí. Vụ sập tòa nhà 4 tầng đang sửa chữa cải tạo xảy ra tại phường 27 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào đầu giờ chiều 24 tháng 9 năm 2023, được camera một nhà dân ghi lại. Theo hình ảnh từ camera, thời điểm căn nhà chuẩn bị sập, trước nhà có một người thợ đang cắt thép.
Chỉ một vài giây sau, căn nhà đột ngột nghiêng và đổ sập. Camera cũng ghi được cảnh hai người bên trong cổng nhà kịp bỏ chạy ra đường nên thoát nạn. Sự việc diễn ra chưa đến 10 giây khiến căn nhà 4 tầng sập hoàn toàn, khói bụi mù mịt cả khu vực. Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2023, căn nhà 4 tầng trong hẻm 133 Bình Quấy bất ngờ đổ sập khi đang sửa chữa cải tạo. Sự việc khiến 7 người bị kẹt bên trong. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt giải cứu các nạn nhân. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân cuối cùng đã được đưa ra khỏi lớp đất đá và chuyển viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Các nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ. Ủy ban nhân dân phường 27 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn nhà trước đó bị nghiêng, chủ nhà thuê thợ đến sửa chữa thì bị sập. Căn nhà bị sập này nằm trong khu dân cư đông đúc, xung quanh có trụ sở công ty, khách sạn, nhà hàng, cách bờ sông khoảng 400 mét. Ngôi nhà bị đổ sụp hoàn toàn phần mái, trần bê tông ở các tầng bị vỡ nát, gần chục cột cốt thép bị gãy, bồn nước, cục nóng máy lạnh, đồ dùng trong căn nhà nằm ngổn ngang trên nền gạch xà bần. Được biết, căn nhà bị sập nằm giữa hai ngôi nhà có nền cao hơn, do đó chủ nhà tính sửa lại để có độ cao bằng nhau. Người dân sinh sống gần đó cho hay, khi nghe tiếng động mạnh và độ rung chuyển lớn, họ đã chạy đến khu vực này để kiểm tra thì phát hiện căn nhà đã đổ sập. Nguyên nhân vụ việc được xác định do ngôi nhà trên đang trong quá trình sửa chữa, đã nghiêng lún, thợ sửa móng nhà, đang làm thì bị sập. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Bình Thạnh đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường tìm kiếm người mắc kẹt bên trong. Sau khi giải cứu được 7 người, một số chiến sĩ có biểu hiện kiệt sức. Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, phó đội trưởng đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết, cách đây mấy ngày, căn nhà 4 tầng có dấu hiệu bị nghiêng nên chủ nhà thuê thợ về gia cố sửa chữa. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường 27 quận Bình Thạnh, công trình có đơn đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo gồm các hạng mục xử lý nền, lún nứt, cải tạo mặt tiền, thay toàn bộ gạch nền, xử lý tường bên trái, bích cửa sổ và sơn tường. Sau khi sự cố sập nhà 4 tầng tại quận Bình Thạnh xảy ra, Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt thông tin ban đầu về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ sập nhà 4 tầng tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bệnh viện Nhân dân Gia đình cho biết, hai nạn nhân vụ sập nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh bị đa chấn thương, một người gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ, người còn lại gãy hở xương cẳng chân hai bên. Phía bệnh viện cũng cho biết thêm, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia định tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam, 23 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân này bị gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ vào khoảng 15 giờ, ngày 24 tháng 9 năm 2023. Một tiếng sau khi cấp cứu nạn nhân đầu tiên, khoa cấp cứu bệnh viện lại tiếp nhận thêm một trường hợp thứ hai nhập viện do đa chấn thương. Đây là một bệnh nhân nam, 31 tuổi, nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cẳng chân hai bên. Cả hai bệnh nhân được cấp cứu và hội chẩn khẩn nhiều chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ngoại lồng ngực mạch máu trong tình trạng báo động đỏ cấp bệnh viện. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.